Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 15 câu 21 đến câu 28. Khi ấy Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra, kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin giữ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người: Xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ sai đến với những người chiên lạc của Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lại người và thưa rằng: Lạy Ngài, xin cứu tôi. Người đáp: Không được lấy cái bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn rơi xuống. Bây giờ Đức Giêsu đáp: Này, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó con gái bà được khỏi bệnh. Kính thưa cộng đoàn, tin mừng mà chúng ta vừa nghe thuật lại việc Chúa Giêsu đã làm phép lạ cho một bé gái thoát khỏi quỷ ám nhờ vào lòng tin của mẹ em. Lòng tin của con người bất cứ thời nào cũng rất quan trọng. Thời Chúa Giêsu có biết bao nhiêu người ngoại giáo có lòng tin sâu xa hơn cả những người Do Thái. Trước hết, tiên tri Isaiah chúng ta thấy đã từng khiển trách lòng giả dối của người Do Thái: Dân này thờ ta ngoài môi miệng, nhưng lòng họ thì xa ta. Thời Chúa Giêsu chúng ta thấy có biết bao người bị loại ra khỏi xã hội, bị đặt bên lề đền thờ, và có lẽ cũng không hề thuộc toàn bộ lề luật của Mô-sê, nhưng họ lại có lòng sám hối và tin tưởng sâu xa hơn. Nói với những người chỉ giữ đạo một cách hình thức, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã từng cảnh cáo: Không phải ai nói lạy Chúa là được vào nước trời, nhưng là những kẻ thực thi ý Chúa. Người đàn bà Cana có lẽ không hề biết đến lề luật Mô-sê, nhưng chúng ta thấy bà đã sống niềm tin của mình một cách mãnh liệt. Lòng tin đó được thể hiện qua việc phó thác hoàn toàn vào quyền năng của Chúa Giêsu. Trong tình thế như là tuyệt vọng, chúng ta thấy bà đã chạy đến với Chúa Giêsu, và sự van nài của bà cho thấy sự kiên nhẫn và lòng tin sắt đá của bà. Sự khác biệt cơ bản giữa một người có niềm tin và một người không có niềm tin, hề tại không hề tại, ở danh hiệu là Kitô hữu hay là những người thực hành đạo đức. Cái mấu chốt căn cốt nhất là có niềm tin. Tin vào sự hiện diện quyền năng của Thiên Chúa trong cuộc sống, tin vào tình yêu vô biên của Ngài, tin vào ý nghĩa của cuộc sống, tin vào tình người, đó là sắc thái chủ yếu của người có niềm tin. Chính trong niềm tin ấy, con người sẽ được gặp Chúa Giêsu và Chúa Giêsu gặp con người qua cái niềm tin ấy. Chúng ta thấy trong một cái hoàn cảnh mà gọi là cái nhìn có thể là tuyệt vọng, bi đát, người Kitô hữu hơn bao giờ hết được mời gọi để nêu cao niềm tin của mình. Đây là cái thời điểm chứng tỏ họ có cái bản sắc đích thực của mình. Trong cuộc sống có những nghi kỵ và hận thù, họ được mời gọi để đốt lên ngọn đuốc của yêu thương, của lòng bác ái, của sự tha thứ. Trong một xã hội bị gặm nhấm bởi những chán nản tuyệt vọng, thì họ được mời gọi để mang lại một niềm hy vọng. Chỉ khi nào giữ đúng vai trò đó, người Kitô hữu mới thực sự xứng đáng với danh hiệu của mình. Và chúng ta thấy với lời cầu xin: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi, của người phụ nữ xứ Canaan đã đụng chạm đến lòng trắc ẩn của Đức Giêsu.
nên bà đã được Ngài xót thương. Nhưng Đức Giêsu còn muốn chứng kiến đức tin của bà xem có phát xuất từ con người, từ con tim, từ lòng mến hay là thực dụng. Tuy nhiên, càng đi sâu vào câu chuyện, chúng ta càng cảm thấy niềm tin ấy được tỏa sáng, niềm tin ấy lung linh. Tại sao? Bởi vì qua sự thinh lặng của Chúa Giêsu và đặc biệt qua cái thái độ khước từ của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu nói, Chúa Giêsu như là tạt một tạt gáo nước lạnh vào mặt bà, không nên lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con. Đồng thời bà còn gặp khó khăn khi những người Do Thái cũng như chính các môn đệ ngăn cản không cho bà đến gần Chúa Giêsu. Thế nhưng rồi có tin vui giữa giờ tuyệt vọng. Niềm tin vào tình thương của Chúa Giêsu mà bà đã đặt để nơi Chúa Giêsu, bà đã không thất vọng. Và vì thế, bà đã thốt lên một cái niềm tin phải nói là kinh khủng. Nhưng lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn rơi xuống. Và đối diện với cái niềm tin sắc son như thế, Chúa Giêsu không thể nào mà khép lòng lại với cái niềm tin của bà. Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương và Chúa Giêsu nói: lòng tin của bà thật mạnh, bà muốn sao thì được vậy đi. Nó đơn giản vậy đó. Bà muốn sao được vậy? Cái lòng tin của bà, Chúa Giêsu phải nói là nể với cái lòng tin của bà. Và Chúa Giêsu đã thực hiện phép lạ. Trong cuộc sống ngày hôm nay của chúng ta cũng vậy. Nhiều khi chúng ta niềm tin của chúng ta chỉ là niềm tin nhất thời thôi. Tức là khi mà thuận tiện thì tin. Niềm tin của chúng ta có khi nửa vời, có khi là tin Chúa 50 thôi, nhưng mà 50 còn lại là tin vào các thần khác. Chúng ta tin vào những cái thần khác, chứ chúng ta không tin vào Chúa khi chúng ta gặp hoạn nạn. Tuy nhiên với niềm tin hời hợt như vậy, nhưng có khi con người khác lại thể hiện niềm tin vào Chúa, thì chúng ta lại nói những người đó lại là phù phiếm, tin mù quáng. Như các môn đệ ngày xưa, phải chăng họ không muốn vào nước trời, nhưng những người vào nước trời thì họ ngăn cản. Những người biệt phái, những người luật sĩ, những người pha-ri-sêu, họ ngăn cản không cho người khác vào nước trời. Ngay cả các môn đệ cũng ngăn cản người khác đến gần Chúa Giêsu. Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta đặt lại niềm tin của chúng ta vào Chúa. Chúng ta có tin Chúa như người đàn bà xứ Canaan hay không? Đồng thời, chúng ta phải ý thức rằng niềm tin của chúng ta trưởng thành là một niềm tin phải trải qua thử thách và có kinh nghiệm thật sự. Cuối cùng là chúng ta hãy noi gương Chúa để biết thi ân giáng phúc cho những người hoạn nạn, kể cả họ là những người thù của chúng ta. Và trong cuộc sống của chúng ta, nhiều lần chúng ta cầu nguyện, nhưng chúng ta cũng cảm thấy Chúa từ chối. Nhưng mà có bao giờ chúng ta đặt vấn đề là chúng ta xin Chúa điều gì hay không? Con cái xin cây súng, chắc chắn cha mẹ không cho. Con cái xin con dao, chắc chắn cha mẹ không cho. Có những khi chúng ta xin những cái điều mà Chúa thấy nó sẽ không phù hợp cho chúng ta. Để rồi chúng ta phải coi lại cái niềm tin của chúng ta, cái điều chúng ta xin Chúa là gì. Noi gương người đàn bà trong tin mừng hôm nay, chúng ta tin tưởng, chúng ta thanh luyện đức tin của chúng ta. Càng gặp khó khăn trong đời sống, đức tin của chúng ta càng có giá trị khi mà chúng ta mực trung thành với Chúa. Đức tin của chúng ta sẽ rạng ngời trước mặt mọi người và trước mặt Thiên Chúa. Càng gặp khó khăn, đức tin của chúng ta càng lớn lên, càng sâu sắc và càng giàu kinh nghiệm. Hiểu như thế, chúng ta sẽ vui vẻ bình an trong đời sống phục vụ Chúa và luôn luôn thưa với Chúa, lạy Chúa xin cứu giúp con. Đức tin của người đàn bà Canaan cũng là cơ hội làm cho đức tin của các tông đồ được vững mạnh. Vì vậy, chúng ta cần sống đức tin thế nào đó để giúp cho đức người khác được tin sâu xa hơn. Chúng ta cần phải giúp cho những người lương dân tin Chúa, cầu nguyện với Chúa, ngang qua đời sống của chúng ta. Nếu như chúng ta không tin, chúng ta không phó thác, thì những người khác xung quanh chúng ta đâu có tin Chúa đâu. Noi gương người đàn bà Cana, chúng ta cần biết cảm thương nỗi khổ của người khác và cầu nguyện cho họ với lòng tin.
để nhờ đức tin của chúng ta họ cũng được ơn giải thoát. Ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta có một đức tin vững chắc, luôn trung thành với Chúa, luôn tin tưởng cậy trông vào Chúa và vào đấng duy nhất có quyền năng làm được mọi sự, cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào đến với chúng ta.